Ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm được công nhận là ngày Đức Phật đản sinh. Năm nay, năm Phật lịch 2568, các hoạt động hưởng ứng đại lễ diễn ra trong vòng 2 tuần, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch, tức là từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 5 dương lịch. Không khí Phật đản đang lan tỏa khắp nơi, nhiều cơ sở tôn giáo đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa gắn với chủ đề hạnh phúc và toàn thiện, thu hút sự tham gia của đông đảo chư Phật tử nhân dân. Tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, hàng ngàn Phật tử tham gia xếp hình bông hoa sen, hoa biểu tượng cho đạo Phật và tham gia nghi thức rước đăng cúng dường Đức Phật. Sau lễ rước đăng, các chư tăng ni Phật tử cùng tham gia đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 với nghi thức tắm Phật. Đây cũng là hoạt động được nhiều chùa, cơ sở tự viện trên cả nước tổ chức và coi là nghi lễ chính của đại lễ Phật đản. Nghĩ là một ngôi chùa như thế này lại có một cái chương trình thật là ý nghĩa và tuyệt vời đến như vậy. Mình rất là hân hoan và rất là vui ạ. Mình được hòa chung cái cảm xúc cùng tất cả mọi người ở đây. Ai ai cũng vui tươi và đều hoan hỉ ạ. Tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi đi du lịch và được thăm nhiều chùa ở khu vực và Việt Nam. Nhưng đây là đại lễ tổ chức lớn nhất với rất nhiều người tham gia, trong đó có cả trẻ em mà tôi được chứng kiến. Trong dịp ngày Đức Phật đản sinh, nhiều chư tăng ni Phật tử đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nơi biên giới. Điển hình như chương trình tặng nhiều bóng đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng vùng biên cho các chiến sĩ biên phòng và đồng bào biên giới chưa có điện lưới, giúp bà con và các chiến sĩ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì năm nay thì riêng ở Điện Biên thì Giáo hội Giáo Việt Nam cũng đã ủng hộ được khoảng là 500, xây dựng được 500 cái ngôi nhà tình nghĩa cho bà con ở trên đấy. Đây là thí dụ như vậy. Và còn làm rất nhiều các cái việc khác nữa. Đấy, thì đấy cũng là những cái mà Phật giáo Việt Nam phải đồng hành cùng với dân tộc mà nó theo cái truyền thống từ xưa đến nay. Đại lễ Phật đản là lễ hội văn hóa tâm linh lớn của Phật giáo. Đây cũng là dịp để tín đồ, Phật tử và đồng bào yêu mến Phật giáo thực hành và lan tỏa lời Phật dạy về sự vô ngã vị tha để chúng ta có cuộc sống yêu thương nhau hơn, an lạc hơn.